đến đây chính là vòng xoay cửa ngõ phía nam Phan Thiết, hay người dân Phan Thiết mình thường hay gọi là vòng xoay Suối Cát này. Chạy đến đây thì chúng ta sẽ giáp với quốc lộ 1A nha. Tới ngay căn ngã ba này, nếu chúng ta để sang bên trái thì di chuyển theo con đường DT79B này. Đây là con đường mới để chúng ta đi ra Novo Vô. Con đường này làm rất là rộng và rất là đẹp. Đến đây chính là lối vào khu công nghiệp Hoàng Kim 1. Đến đây thì chúng ta sẽ rẽ phải. Đây chính là đường dẫn vào nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây này. Đến đây chính là lối vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng như là cao tốc Phan Thiết Vĩnh Thảo này. Phía bên này chính là cao tốc Phan Thiết Vĩnh Thảo này. Đoạn này chính là đoạn cuối của cao tốc Phan Thiết Vĩnh Thảo này. Còn phía bên này chính là đoạn đầu của cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Lần đầu tiên mình xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh chị và tất cả các bạn nha. Vừa qua thì có một anh liên hệ nhắn tin với mình, chắc đâu đó cũng tuần trước, có nhờ mình quay đoạn đường từ trung tâm thành phố Phan Thiết lên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, cũng như là hướng ngược lại từ lối ra cao tốc đến trung tâm thành phố Phan Thiết. Thì hôm nay sáng nay mình sẽ quay toàn bộ lộ trình hướng lên từ thành phố Phan Thiết lên nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho anh xem, cũng như là cho những ai chưa rành đường thì có thể xem video của mình mà di chuyển thuận đường hơn nha. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị và tất cả các bạn cùng tiếp tục đi thôi. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên con đường Trần Hưng Đạo và đây là thuộc vào địa bàn phường Đức Long nha mọi người. Thời tiết buổi sáng hôm nay thì rất là đẹp luôn, trời nắng đẹp. Buổi sáng hôm nay thì cũng khá là đông vui, khá là nhộn nhịp. Chỗ này quý anh chị và các bạn chạy xuống chút xíu nữa là sẽ gặp một cái ngã ba. Ngày xưa ở Phan Thiết mình thường hay gọi là ngã ba Thông Chữ Y. Chùa mang tên là chùa Thiền Lâm, một cái ngôi chùa cũng khá là đẹp. Chúng ta chạy qua khỏi cái đoạn này là giáp ranh với địa bàn xã Tiến Lợi, thì xã Tiến Lợi cũng thuộc thành phố Phan Thiết luôn nha.
chuyển từ trung tâm thành phố Phan Thiết theo con đường Trần Hưng Đạo qua đường Trần Quế Cáp, rồi chúng ta lên vòng xoay phía nam giáp với quốc lộ 1A, thì chạy khoảng hơn 10 cây số nữa thì chúng ta sẽ đến cây số 14, nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Chỗ này là người ta làm rất là rộng rãi luôn. Cái đoạn này tới một cái cây cầu thì sẽ giáp ranh với địa bàn xã Hàm Mỹ thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Chỗ này có một cây cầu mang tên là cầu Túi Sâu, có cái cột báo là đi thành phố Hồ Chí Minh là 191 km.
Hàm Mỹ. Trong tương lai thì xã Hàm Mỹ sẽ được sáp nhập vào thành phố Phan Thiết. Từ xưa đến giờ thì người dân Phan Thiết mình thường hay gọi cái đoạn chỗ này là ngã hai. Chỗ này cũng có khá là nhiều cây xăng và khá là nhiều quán ăn, quán cơm, các cửa sở bán nước mắm, đồ khô. Đến chỗ này thì có một cái bảng, cái bảng chỉ dẫn rẽ bên trái 7 km là Tiến Thành, còn chạy thẳng 190 km là đi thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày căn ngã ba này, nếu chúng ta để sang bên trái thì di chuyển theo con đường DT79B này, đây là con đường mới để chúng ta đi ra Novo Vô. Con đường này làm rất là rộng và rất là đẹp. Có một cái ngôi chùa mới vừa được sửa sang lại, Liên Hoa Ni Tự. Cái ngã ba này, nếu mà chúng ta để sang bên tay phải thì sẽ lên xã Mường Máng cũng như là xã Hàm Thành. Chỗ này bây giờ là người ta làm một cái đèn xanh đèn đỏ. Mà đi vào tận tới km 30, đi vào chùa núi Tà Cú luôn. Rất là nhiều công sức,
tiền bạc đổ vào đấy rất là nhiều.
chỗ này có một cái ngôi chùa, phía sau có một cái ngôi tháp rất là đẹp. Chùa này là chùa Phổ Minh. Phía bên tay phải mình có một
cái nhà hàng à Việt Phương. Từ đây mà chúng ta chạy lên rừng Mỹ Thạnh, nơi mà có cái dự án đó, hồ chứa nước Ca Bến thì chắc cũng khoảng 30 cây nữa nha. Đây là các phương tiện ô tô xe tải là người ta để trái để vào cao tốc để vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ. Thời điểm này là xung quanh đây là rất là khô luôn. Mọi người thấy cái rừng keo lá tràm, cái này như là cái bạch đàn chứ không phải keo lá tràm. Khô ha.